là một trong những vườn trung tâm hoa cảnh của miền Tây Nam Bộ, làng hoa Tân Quy Đông ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, luôn là điểm đến của khách du lịch mỗi khi cận Tết âm lịch. Bởi đây cũng là mùa hoa Sa Đéc bắt đầu nở rộ, người dân khắp làng cũng rục rịch chuẩn bị thu hoạch, vận chuyển hoa cung cấp cho các vùng khác phục vụ Tết Nguyên đán. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm làng hoa Sa Đéc để cùng ngắm nhìn những cánh đồng hoa rộn rã khoe sắc qua chia sẻ của khán giả Trần Hà từ số điện thoại 0169 3 số cuối 301. Rộng khoảng 60 hecta với 600 hộ và 3.600 lao động chuyên trồng hoa và cây cảnh, làng hoa kiểng Sa Đéc là một trong những trung tâm hoa kiểng của miền Nam. Đối với người dân địa phương thì cả bốn mùa ở đây đều là mùa xuân, bởi quanh năm hoa nở thắm. Vì vậy, bất cứ tháng nào trong năm, du khách đặt chân đến đây cũng đều được ngắm hoa thỏa thích với đủ màu sắc, hương thơm. Tuy nhiên, những ngày gần Tết, làng hoa Sa Đéc vẫn có một nhịp sống riêng, tất bật và hối hả. Càng về cuối năm, đủ các loài hoa, cây cảnh hối hả theo nhau chảy về các tỉnh, thành, trong cả nước để khoe sắc, khoe hương trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Theo chia sẻ của khán giả Trần Hà, làng hoa Sa Đéc hay còn được gọi là làng hoa Tân Quy Đông, nhộn nhịp quanh năm bởi đây chính là vựa hoa lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những ngày này, làng hoa Sa Đéc thật sự sôi động. Mấy năm gần đây, mặc dù thu nhập không cao, nhưng người dân vẫn không có ý định bỏ nghề. Bởi với họ, đây là nghề lâu đời. Hơn nữa, khách du lịch, người Việt ở khắp mọi nơi cũng đã biết đến danh tiếng của làng này. Khán giả Trần Hà còn cho biết thêm, bên cạnh những vựa hoa lớn trải dài tít tắp, Sa Đéc cũng có nhiều vườn với nhiều loại cây cảnh tham gia mùa vụ Tết năm nay như là sứ Quan Âm, sứ Đuôi Công, Đuôi Phụng cùng nhiều cây cảnh quý hàng trăm năm tuổi trị giá hàng tỷ đồng. Đặc biệt vào những dịp cận Tết như hiện nay thì có rất nhiều bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận đổ về làng hoa Sa Đéc để chụp ảnh. Người dân nơi đây cũng rất thân thiện và vô cùng dễ mến. Chính vì quá quen với việc có nhiều khách đến tham quan, nên mỗi khi thấy xe mang biển số thành phố hoặc là người lạ lóng ngóng tìm đường, là người dân tại đây đều chủ động chỉ dẫn và giới thiệu.